Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập đánh vần trong tiếng Việt nhé. Bài ngày hôm nay là bài 1 trong chuỗi bài đánh vần tổng hợp của cô nhé. Nào, chúng ta hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và đọc theo cô nhé. Bờ, A, bờ A ba, bờ A ba sắc bà, bờ, O, bờ O bo, bờ O bo sắc bò, bờ, O, bờ ô bô, bờ ô bô sắc bố, bờ ơ, bờ ơ bơ, bờ ơ bơ sắc bở, bờ e, bờ e be, bờ e be sắc bẻ, bờ e, bờ e be, bờ e be sắc bể, bờ y, bờ y bi, bờ y bi sắc bỉ, bờ u, bờ u bu, bờ u bu sắc bú, bờ ư, bờ ư bư, bờ ư bư sắc bử, bờ a, bờ a ba, bờ a ba huyền bà, bờ o, bờ o bo, bờ o bo huyền bò, bờ ô, bờ ô bô, bờ ô bô huyền bồ, bờ ơ, bờ ơ bơ, bờ ơ bơ huyền bờ, bờ e, bờ e be, bờ e be huyền, bờ e, bờ e be, bờ e bê huyền bề, bờ y, bờ y bi, bờ y bi huyền bì, bờ u, bờ u bu, bờ u bu huyền bù, bờ ư, bờ ư bư, bờ ư bư huyền bừ, bờ a, bờ a ba, bờ a ba hỏi bà, bờ o, bờ o bo, bờ o bo hỏi bỏ, bờ ô, bờ ô bô, bờ ô bô hỏi bổ, bờ ơ, bờ ơ bơ, bờ ơ bơ hỏi bở, bờ e, bờ e be,
Bờ e be hỏi bẻ. Bờ e. Bờ e. Bờ e be hỏi bể. Bờ y. Bờ y bi. Bờ y bi hỏi bỉ. Bờ u. Bờ u bu. Bờ u bu hỏi bụ. Bờ ư. Bờ ư bư. Bờ ư bư hỏi bự. Bờ a. Bờ a ba. Bờ a ba ngã bả. Bờ o. Bờ o bo. Bờ o bo ngã. Bờ ô. Bờ ô bô. Bờ ô bô ngã bổ. Bờ ơ. Bờ ơ bơ. Bờ ơ bơ ngã bỡ. Bờ e. Bờ e be. Bờ e be ngã bẻ. Bờ e. Bờ e be. Bờ e be ngã bể. Bờ y. Bờ y bi. Bờ y bi ngã bị. Bờ u. Bờ u bu. Bờ ư. Bờ ư bư. Bờ ư bư ngã bử. Bờ a. Bờ a ba. Bờ a ba nặng bạ. Bờ o. Bờ o bo. Bờ o bo nặng bọ. Bờ ô. Bờ ô bô. Bờ ô bô nặng bộ. Bờ ơ. Bờ ơ bơ. Bờ ơ bơ nặng bờ. Bờ e. Bờ e be. Bờ e be nặng bè. Bờ e. Bờ e be. Bờ e be nặng bè. Bờ y. Bờ y bi. Bờ y bi nặng bị. Bờ u. Bờ u bu. Bờ u bu nặng bụ. Bờ ư. Bờ ư bư. Bờ ư bư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần với 5 dấu thanh nhé. Cột đầu tiên là dấu sắc. Chúng ta cùng đọc nào. Dấu sắc. Bờ a ba sắc bà. Bờ o bo sắc bò. Bờ ô bô sắc bố. Cột thứ hai là dấu huyền. Dấu huyền. Bờ a ba huyền bà. Bờ o bo huyền bò. Bờ ô bô huyền bồ.
Cột thứ ba là dấu hỏi. Dấu hỏi. Bo hỏi bỏ. Bờ ô bô hỏi bổ. Cột thứ tư là dấu ngã. Dấu ngã. Bờ a ba ngã bả. Bờ o bo ngã bỏ. Bờ ô bô ngã bổ. Cột thứ năm là dấu nặng. Chúng ta cùng đọc nhé. Dấu nặng. Bờ a ba nặng bà. Bờ o bo nặng bò. Bờ ô bô nặng bộ. Dấu sắc. Bờ ơ bơ sắc bờ. Bờ e bê sắc bè. Bờ e sắc bế. Dấu huyền. Bờ ơ bơ huyền bờ. Bờ e bê huyền bè. Bờ e bê huyền bề. Dấu hỏi. Bờ ơ bơ hỏi bờ. Bờ e bê hỏi bẻ. Bờ e bê hỏi bể. Dấu ngã. Bờ ơ bơ ngã bở. Bờ e bê ngã bẻ. Bờ e bê ngã bể. Dấu nặng. Bờ ơ bơ nặng bờ. Bờ e bê nặng bè. Bờ e bê nặng bè. Dấu sắc. Bi bi sắc bí. Bờ u bu sắc bú. Bờ ư bư sắc bứ. Dấu huyền. Bờ y bi huyền bì. Bờ u bu huyền bù. Bờ ư bư huyền bừ. Dấu hỏi. Bờ y bi hỏi bỉ. Bờ u bu hỏi bủ. Bờ ư bư hỏi bử. Dấu ngã. Bờ y bi ngã bỉ. Bờ ư bư ngã bử. Dấu nặng. Bờ y bi nặng bị. Bờ u bu nặng bụ. Bờ ư bư nặng bự. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!